thuật nha. Mình kỹ thuật viên bên công ty Cường. Hôm nay mình có một video gửi đến tất cả các bạn. Video hướng dẫn các bạn là vệ sinh hộp quang của máy HLL2321D. Đó, mình tiến hành tháo nha. Tháo một vệ sinh hộp quang này, tháo thầu mực ra nha. Rồi tiến hành tháo vô nha. Tháo cái gì nè. Không bên này là lật xong được cả bảng nha, cả bên kia thôi. Nếu sáu nó rồng nó ra làm hơn thì đó. Ta tiện anh thảo lắp mặt này, gọi là ụp sấy, anh em có nghe hay còn gọi là ụp sấy. Rút cặp này này, cầm dừa tấm này, rút lên này. Cầm này này, rút luôn này. Đối với hộp quang này, ta chỉ cần thảo mấy con ốc trên này thôi. Đó, con ốc trên này này. Lọc quang bóng ngoài tái nha. Bây giờ côn 90 độ, côn đựng mực ấy. Em làm vệ sinh quang bạc cái bướm đấy nha. Vật bóng này tiền 26 nha. Cô sáu lấy bỏ bóng đầy lên không bay hơi. Không là các bạc này nó lành đến quán. Ta tiền 26 gương này. Bẩn này, thấy chưa? Nhưng cái này ấy, nó gây ra trên bản in bị đứt chữ như kiểu là tình trạng trồng ở trong hộp mực á là bị sượt họ, hay là cái trục tái còn gọi là trục tư bị kém thì gây ra tình trạng là đứt nét chữ, là do nó bị bám bẩn trên này. Các bạn thấy bẩn đúng không này, bẩn như thế này thì làm sao bạn nhìn sắc nét được. Khi vệ sinh các bạn này nhìn này, đấy này, trừng này, trừng tay sung này. Đó. Các bạn lau cảm thấy sạch sẽ này. Lau mà lúc nào bông không bông tẩm cồn mà không hề có vết bẩn nữa này. Là cảm thấy như thế là ok này.
Đấy, cả cái vành này này là nó quay thì tía là dễ khi rồi vào đấy này. Đó, nó quay nó chiều như cái này này. Đó, các bạn phải lau bụi bẩn này. Nó cũng quay được ánh sáng hắt được này. Đó, nó cũng bẩn này. Đấy, thấy chưa các bạn? Để về tầm côn chim đi đâu các bạn nhé. Đó, lau cả cái mắt này. Thứ hai nữa là thỉnh thoảng mới ra kiểm tra có cái dàn hay là kiện nó có chết đến nó chế mất mắt nhá. Rồi cũng thấy chín nhá. Rồi ta tiến hành đây nắp lại là được. Ok này, chân đều này. Dắt nó các bạn hay dắt kiểm tra chân đều nhá, không cầm có nổ cái xịt nhá. Bảo là E1000 chảy mất quáng nhá. Điều khiển này, nó có một cái bó nhận tín hiệu. Ở đây là cái bó gì các bạn biết không? Cái này nó như cái tích wifi. Ở ngay giờ mấy cái của các bạn là mua về là các bạn mua thêm phụ kiện là một cái tích wifi nó nằm đấy. Đây này, em chỉ cho các bạn thấy này. Đó. Dòng này, này. Đó, nó bắt wifi. Này. Đó. Đó. Có master này. Thấy chưa? À, bộ đếm dưới này, bộ đếm dưới khi quá sảy mà nó cảm biến như một con sensor này. Khi quá sảy mà chẹt ngang đấy thì nên thấy con đi này. Còn đây thì thực chất ra mình đùa tí vui thôi. Đối với các cái dòng á mà D với kẹp á, tức nghĩa là D là đảo mặt, còn V kẹp tức nghĩa là wifi, thì có cái này thì nó như một tác dụng của một con tích wifi này. Còn con này thì hẳn là một con coi là cảm biến nhân lệnh ở dưới này, qua mấy con sensor dưới cái chân này chui lên này. Khi dưới không chui lên được, các bạn nên kiểm tra con này này là đầu tiên này. Rồi mới đến các cái bánh răng, rồi con mấy hai con rơ le này, rơ le nhông này, rơ le kiểu gì này nha. Ok, lắp lại nha. Chuyển 25
thế nhé các bạn. Ok ok, trả lại nguyên dạng. Đây là vệ sinh quang trong các bạn nha. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.